Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. Thưa quý vị, sáng 26 tháng 8, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều khu vực khác nhau ở Ukraine. Nga tập kích gây nhiều tiếng nổ vang trời ở Kiev. Rồi tin Ukraine bắt 247 lính Nga ở Kết. Tờ Kiev Independent cho biết tiếng còi báo động không kích vang lên tại nhiều khu vực ở Ukraine từ trước 6 giờ sáng 26 tháng 8. Tại thủ đô Kiev, không quân Ukraine tuyên bố phiên Nga đã sử dụng tiêm kích MiG-31 để phóng nhiều tên lửa đạn đạo Kinsan vào thành phố này từ 8 giờ 30 đến 9 giờ sáng, thông cáo không quân Ukraine trên mạng xã hội Telegram viết. Những chiến cơ MiG-31 đó xuất phát từ căn cứ không quân Sapaslevska của Nga. Thị trưởng thành phố Kiev Vitaly Klitschko cho hay tình trạng mất điện đã xảy ra ở một vài quận trong thủ đô. Ở bờ bên phải Kiev, mất điện đã khiến việc cung cấp nước bị gián đoạn. Theo Kiev Independent, cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga sáng 26 tháng 8 cũng nhằm vào các tỉnh Odessa, Vinnytsia, Zaporizhia, Dnipro, Kisvizis, Lviv đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản. Hãng tin Reuters cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang trời ghi nhận ở khu vực trung tâm Kiev, trong giờ cao điểm sáng 26 tháng 8, khi quân đội Ukraine đã phát cảnh báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ không quân Ukraine cho biết, Nga đã triển khai 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu tại Ukraine. Các lực lượng phòng không Ukraine đã nhanh chóng được triển khai để đối phó. Giới chức thành phố Lutsk cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở khu vực tây bắc thành phố, và một khu chung cư tại đây đã bị tàn phá. Trước đó, cũng trong sáng sớm 26 tháng 8, quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hai đợt phóng máy bay không người lái dồn dập về phía Ukraine. Tuy nhiên, theo thông tin sơ bộ, các vụ tấn công đều không gây thương vong và thiệt hại đáng kể. Ông Sehiv Spoko, người đứng đầu Sở Chỉ huy quân sự Kiev, cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã chặn được 10 máy bay không người lái của Nga ở khu vực xung quanh thủ đô Kiev. Ngược lại, phía Nga tố cáo Ukraine sử dụng máy bay không người lái cảm tử tấn công vào các tòa nhà cao tầng tại khu vực Saratov trong sáng sớm 26 tháng 8. Thống đốc Saratov Roman Bushagin cho biết lực lượng phòng không địa phương đã đánh chặn được số máy bay không người lái này, tuy nhiên mảnh vỡ máy bay đã rơi xuống nhiều tòa nhà tại các thành phố Saratov và Angel, khiến bốn người bị thương, trong đó có một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết máy bay của quốc gia này và đồng minh được triển khai sau khi Nga phát động cuộc tấn công nhắm vào khu vực ở phía tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan. Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào Nga. Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Andriy cho biết trên Telegram. Việc Nga mong muốn phá hủy nguồn năng lượng của Ukraine sẽ khiến người Nga phải trả giá đắt bằng cơ sở hạ tầng, Cả nga và ukraine đều phủ nhận việc nhắm vào dân thường. Hai bên đều cho rằng các cuộc tấn công đều nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nỗ lực tấn công của bên kia. Tuần trước, ukraine cũng tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái táo bạo vào nga, bao gồm cuộc tấn công vào moscow và căn cứ không quân mariynovskaya gần volgograd. Những cuộc tấn công này đều được kiev đánh giá là thành công. Rộ tin Kiev bắt giữ 247 lính Nga tại kết. Kiev Independent dẫn thông tin được Bưu điện Washington công bố hôm 25 tháng 8 giờ Mỹ cho hay, quân đội Ukraine từ khi phát động chiến dịch xâm nhập tỉnh kết của Nga hôm 6 tháng 8 tới nay đã bắt giữ ít nhất 247 binh sĩ đối phương. Theo số liệu được Bưu điện Washington đưa ra dựa trên những bức ảnh và video trang này công bố trước đó, ít nhất 29 binh sĩ Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ tại khu vực làng Sersliskovo, ở tỉnh Kurs. Còn tại thị trấn Sucha, gần biên giới nga ukraina số binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Moscow bị bắt tại đây đã lên tới 40 người. Hiện cả phía Nga lẫn Ukraine đều chưa bình luận về những số liệu được bưu điện Washington đăng tải. Thưa quý vị, có thông tin cho rằng Nga mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng và quốc phòng của Ukraine, bao gồm khu vực được cho là nơi cất giấu tiêm kích F-16 phát hiện nơi Ukraine giấu F-16, Nga lập tức nã tên lửa. Theo đó, Ria Novosti cho biết quân đội Nga hôm 26 tháng 8 mở đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng và năng lượng của Ukraine, dẫn đến các vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev, cùng nhiều thành phố từ Tây sang Đông Ukraine. Theo nguồn tin của Ria Novosti, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào khu vực Ivano-Frankivsk, nơi có nhà kho được cho là chứa hai chiếc tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ Ukraine, tuy nhiên chưa rõ hiệu quả của đoàn tấn công. Nguồn điện ở hầu khắp ivano đã bị cắt. Giới chức Ukraine hồi đầu tháng xác nhận đã tiếp nhận những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên với số lượng nhỏ. Kiev hiện có một số phi công đủ điều kiện lái loại máy bay này. Chưa rõ chúng đã được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu thực tế hay chưa. Nguồn tin của RIA Novosti cũng xác nhận Nga đã tấn công một cơ sở năng lượng ở tỉnh Odessa, bên bờ biển đen, cùng mục tiêu ở thành phố Stryi thuộc tỉnh Lviv, phía tây Ukraine. Tại vùng thủ đô Kiev, khoảng 10 đợt không kích được ghi nhận. Cùng ngày, Pravda Ukraine dẫn thông báo của giới chức Ukraine cho biết các tiếng nổ còn vang lên ở Kharkov, Sumy, Polstava, Dnipro, Dnipropetrovsk và Odessa. Theo tờ báo, một cơ sở công nghiệp ở Polstava đã trúng hỏa lực Nga khiến nhiều người bị thương. Trước đó, giới chức Ukraine đã phát cảnh báo trên hầu khắp đất nước sau khi phát hiện ít nhất 6 máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 và 11 máy bay ném bom TU-95 của Nga đồng loạt cất cánh. Đợt công kích của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine leo thang. Kiev từ đầu tháng 8 năm 2024 điều binh sĩ cùng xe tăng thiết giáp trang vào bang Kurt của Nga, đánh dấu cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Liên quan đến trận chiến tại tỉnh Kurt, trước đó Ukraine đã ở thế phòng thủ trong một thời gian dài, nhưng cuộc tấn công vào Kurt đã giúp nước này phần nào giành thế chủ động và buộc Nga phải nhảy theo điều của mình. Cuộc tấn công vào Kurt giúp Ukraine đảo ngược tình thế như thế nào? Vào đầu tháng 8, Ukraine dường như vẫn ở thế phòng thủ và mất dần lãnh thổ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công mới của Ukraine vào kết đã giúp nước này chiếm được hơn 1.243 km vuông lãnh thổ Nga. Sau gần một năm ở thế phòng thủ ảm đạm, chiến dịch kết đã cho phép Ukraine giành thế chủ động và buộc Moscow phải đối phó với các động thái của Kiev. George Barros, chuyên gia về quân sự Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, có trụ sở tại Washington nhận định với Business Insider Ukraine đã đứng trước lựa chọn giữa tăng cường phòng thủ ở phía đông để ngăn chặn các cuộc tấn công như vũ bảo của Nga vào Donetsk hay tự tiến hành một cuộc tấn công vào phía đông bắc theo hướng kết. Ông Barrot nhận xét, tôi chắc chắn các nhà sử học sẽ tranh luận trong nhiều thập kỷ về việc sức mạnh chiến đấu được sử dụng để bảo vệ phía đông có tốt hơn so với những gì Ukraine đã làm trong chiến dịch kết hay không. Tôi nghĩ cần phải có một cuộc thảo luận thật sự ở đây, nhưng nhìn chung nguyên tắc tốt nhất của chiến tranh là đừng ngồi yên vô thời hạn và chịu đòn mãi. Ukraine hiện đã giành thế chủ động. Nga không còn giữ thế chủ động trên toàn bộ tiền tuyến giống như trong hầu hết năm ngoái nữa. Vào tháng 4, chuyên gia Baros nhận định với Business Insider rằng Ukraine cần tìm cách giành thế chủ động để làm Nga mất cân bằng và tước đi khả năng tập hợp lực lượng áp đảo của Moscow theo thời gian và địa điểm mà họ lựa chọn thay vì mạo hiểm mọi thứ vào một cuộc tấn công lớn như điều Ukraine từng làm vào năm 2023, và cuối cùng đã thất bại thì lựa chọn tốt nhất là tiến hành một loạt cuộc tấn công nhỏ nhằm vào các điểm yếu của Nga trên tiền tuyến. Theo thời gian, các cuộc tấn công hạn chế sẽ dần làm suy yếu tinh thần chiến đấu và các nguồn lực của Nga. Trong khi còn quá sớm để đánh giá thành công chung của chiến dịch kết, thì trên thực tế nó đã không gây ra tổn thất nặng nề cho Nga hay buộc các lực lượng của Moscow phải dừng chiến dịch tấn công ở Donetsk. Theo giới quan sát, điều mà cuộc đột kích vào Kursk làm được là gây bất ngờ cho Tổng thống Putin phá vỡ cảm giác an toàn của người dân trên lãnh thổ Nga. Và có lẽ quan trọng hơn là buộc các chỉ huy của Nga phải bước vào kiểu giao tranh ứng biến mà họ đang gặp khó khăn. Đó cũng là một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai giữa Nga và Ukraine. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine Những dấu hiệu hiện tại cho thấy có lẽ Ukraine đang củng cố các vị trí thay vì mở rộng chúng tuy nhiên điều này khiến Kiev rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải xoay sở các nguồn lực hạn chế để duy trì các thành quả của mình trong phòng tuyến nga đồng thời phải bảo vệ các vùng lãnh thổ quan trọng như kharkov và khu vực phía nam điều này tức là ukraine phải tìm ra một vài biện pháp hợp lý để tiếp tục gây sức ép lên nga mà không mất thêm lãnh thổ ông baros cho biết ukraine đã giành thế chủ động ở phía bắc của chiến trường nga nắm thế chủ động ở phía đông và phía nam theo ông, để duy trì thế chủ động, Ukraine phải tiếp tục tấn công tiền tuyến ở Kurs hoặc ở các khu vực riêng biệt của mặt trận theo cách đặt Nga vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ phải giải quyết. Ukraine sẽ cần thời gian nhân lực nhiều đạn pháo hơn và lý tưởng nhất là được nới lỏng việc sử dụng các vũ khí như Atak MS ở Nga. Một phần là để đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn trên không khi quân tiếp viện của Moscow đến kết. Ít nhất thì cuộc tấn công vào kết đã làm phức tạp thêm những tính toán chiến lược của Moscow. Cho đến nay, Nga chưa cảm thấy bị buộc phải bảo vệ mạnh mẽ phần lớn chiến tuyến dài 1.000 km. Điều này cho phép Moscow huy động lực lượng đông đảo ở các khu vực đồi nhét. Ông Barot nói thêm, không rõ động thái tiếp theo của Ukraine là gì. Chúng tôi đang thấy rất nhiều báo cáo kỳ lạ và hầu hết là không có căn cứ về các cuộc tấn công của Ukraine trên khắp chiến trường. Từ Poloshy trên tuyến Zaporizhia đến gần Zabsrama ở Priyan và những nơi khác ở Bengorov, dù vậy, Kiev vẫn đang khiến các chỉ huy Nga phải đề cao cảnh giác. Mick Ryan, cựu tướng Australia nhận định chiến dịch kết cho thấy Ukraine đã học hỏi và thích nghi sau thất bại của cuộc phản công năm 2023. Ông Ryan nhận định, mục đích của Ukraine ở đây cho thấy chiến thắng của Nga không phải là không thể tránh khỏi và Ukraine có thể chiến đấu cũng như chiến thắng dường như nhằm thuyết phục những bên nghi ngờ việc duy trì ủng hộ cho Ukraine và thúc đẩy phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa. Trên thực tế, Mỹ và đồng minh vẫn chưa thực sự thoải mái về việc này. Ukraine muốn nhắm vào các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Atak MS như Washington, dường như không ủng hộ động thái đó. Trong bối cảnh này, Tổng thống Zelensky đã lập luận rằng nếu các đối tác của chúng tôi dỡ bỏ tất cả hạn chế hiện nay, về việc sử dụng những vũ khí như vậy vào lãnh thổ Nga, thì chúng tôi sẽ không cần tiến vào khu vực kết để bảo vệ người dân Ukraine ở khu vực biên giới, cũng như ngăn chặn Nga tiến hành các hành động gây hấn trong tương lai. Ukraine vẫn tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga Mặt khác, hãng thông tấn Reuters đưa tin thống đốc khu vực Zaroslav của Nga, Mikhail Zaryevs, cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở thành phố Zaroslavs vào sáng 26 tháng 8. Zaroslav nằm ở phía đông bắc Moscow, cách thủ đô khoảng 250 km. Đây là một trong những cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Theo thống đốc Zaryev, hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tấn công, trong khi đó, sân bay Gagarin tại tỉnh Saratov, miền nam nước Nga, buộc phải tạm ngừng hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào rạng sáng 26 tháng 8. Theo thông báo từ Ban Quản lý sân bay, mọi hoạt động cất và hạ cánh đã bị đình chỉ. Chuyến bay FV-6490 của hãng Rossiya Airlines đến Moscow, sân bay Mesdevo đã bị hoãn không thời hạn. Hành khách được khuyến cáo theo dõi các thông tin cập nhật trên bản điện tử và trang web chính thức của sân bay cuộc tấn công không chỉ nhắm vào sân bay mà còn cả hai thành phố saratov và angel trong tỉnh thống đốc roman busagin xác nhận mảnh vỡ uav bị bắn hạ rơi trúng khu dân cư saratov và angel khiến bốn người bị thương trong đó có một phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch bộ quốc phòng nga tuyên bố đã tiêu diệt chính uav trong đêm tại khu vực saratov Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!